Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chúng tôi đang ở nhà vườn của chú Phạm Bá Bộ thuộc thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Để đến với nhà vườn của chú thì cung đường rất là gần. Từ Tân Đệ mà các bạn đi vào khoảng hơn một cây là về đến trung tâm xã. Đến trung tâm xã thì về khu vực trường mầm non là nhà chú ở, sát gần với lại chỗ khu vực cầu đá cũ. Thì tôi sẽ đi lại một số cái tác phẩm để giới thiệu đến quý vị anh chị các bạn. Cháu chào chú Bộ nhá. Vâng. Trên màn ảnh của quý vị anh chị và các bạn, tôi đang quay một trong hai cây long cổ là bộ đôi cây đầu bảng nhất ở trong vườn của chú Phạm Bá Bộ. Đôi long này chú làm cũng mấy chục năm rồi, làm theo cái lối cổ bốn bông và một ngọn. Đây, ngọn quả phúc bây giờ nó to như kia rồi, vành bằng cả cái nong này. Cây mượt lắm. Vừa rồi thời gian cũng có kế hoạch định sửa nhưng mà nó mưa quá, ảnh hưởng của bão mưa cho nên không kịp chỉnh trang lại cái đường bông tay này nữa. Đây, các bạn trở lại với lại thân bệ gốc của cây nhé. Toàn bộ cái đường bệ này là chạy hơn 2 mét này. Đường chân bệ chạy hơn 2 mét các bạn nhé. Đây tôi lấy cận cảnh cái đường thân bệ gốc cho các bạn xem. Đây tay một này. Tay một đường kính cũng vào 20 rồi các bạn nhé. Đường kính 20. Còn vành đĩa thì rộng lắm. Đây thân đây. Tay 1, tay 2 này. Ngoạn. Thân vận chuyển lên tả hữu và lên đỉnh. Đây là đỉnh phúc, đỉnh quả phúc đây. Còn tay của nó đây các bạn nhé. Đây, tôi vuốt đường tay cho các bạn xem này. Vuốt đường tay này. Tay đĩa. Đôi này chú chưa đưa lên bể, chưa đưa lên bể nữa thì nhìn thích nữa, vẫn còn dưới vườn. Anh em nào mà kết đôi này thì cứ liên lạc với chú Bộ, tí nữa mình sẽ ghi số trên màn hình điện thoại. Là một trong những cái nhà vườn mà phát triển cây cảnh lâu năm ở làng vườn Bách Thuận. Để tạo tác được những cái cây này từ đầu các bạn, lâu lắm, mấy chục năm. Đây là cây thứ hai các bạn nhé. Cây thứ hai này, đấy. Quay ra xa rồi lại về gần. Đỉnh này, đỉnh phúc này. Hai tay này. Tả hữu này, đây tế thân biểu hầu này. Đây là vị trí cây thứ hai. Đấy, được co thân nó uyển chuyển. Đấy, nhẹ nhàng. Đây. Tay xòe đẹp không? Nhìn đoạn này tay xòe thích không? Đấy. Thế nào mình lại thấy phát hiện cái góc quay nữa đẹp không? Tay đẹp. Bây giờ đo thử nhé, đo thử cái đoạn này. Đây này. Từ phía qua thân bệ gốc, thân lên chính ở dưới này, chân 20, 40, 5, 60. Đoạn thân này. Hết rồi.
Chân này. Bệ chạy dài trên 2 mét đó các bạn nhé. Đây. Đây là toàn cảnh không gian ở nhà vườn của chú Bộ. Phía mặt trước hiên là một giới thiệu các bạn là đây là một cây mít nhé các bạn nhé, một cây mít rất lớn, cao đến 5-6 mét. Ngay khu vực này là một cái loạt, đây là cái loạt trà để chú làm để cung cấp cho vào Tết đây. Tôi thấy bắt đầu là bật nụ rồi, bật hoa bật nụ rồi. Và các bạn ngắm bộ ba nhỏ nhỏ nhưng mà rất là xinh ở ngay đầu sân nhé. Tôi nhìn thấy có một cây đang lão với một đôi trực. Cây lão như thế nào? Cây này già thế nhỉ? Già lắm các bạn. Ui giời. Thân đỏ này. Thân đỏ au này các bạn này. Đấy, già thế à? Đường tay đẹp nhỉ? Cây này chỉ cao tầm 70 phân thôi các bạn. 6-70 phân. Cái bông xếp đâu ra đấy. Bộ ba này chú mới sửa, mới cắt lại bông tay của cây này được một thời gian ngắn. Thì nhìn nó có cái đường nét bóng dáng đẹp. Đây bộ ba cây, trong đó thì có hai cây trực hai bên. Đấy. Cây này, hai cây này chú chưa sửa cho nên tôi quay thoáng qua cái gốc nắm tí. Gốc già dày già lắm, còn cành lá chưa kịp sửa để như đống rơm đây, quay không nhìn thấy gì. Tôi thoáng qua thôi, thoáng qua cây này vậy. Nhưng mà cậu ba mấy cây này già thật đấy, già đanh đổi màu. Đợt này kỳ tới chú sửa lại tôi sẽ quay chi tiết hơn, còn giờ quay thoáng thôi. Mà bộ ba ngắm cây này thích nhất này, ngắm cây này thích nhất này. Này, rất cẩn thận, xích chẳng néo không sợ bê mất hả? Ui cái tay đấy. Đây là một cây dáng lão này các bạn. Đây, có cái nhành lam đẹp quá. Cây dáng lão, cây này cũng già mà đổi màu. Đây là mới tạo tác các bạn nhé, chưa xong. Đây là gốc này. Để gốc chạy dài khoảng hơn mét. Cây này bản thân ngày xưa nó là một cây trực các bạn. Đây này, cái thân lườn theo cái cốt này từ ngày xưa đây. Đấy, từ ngày xưa thân lườn và cái đoạn này là nối lên thân ngọn, nhưng mà chú cắt đi lấy mỗi tay một. Đây này, lấy mỗi cái tay một này để đánh lượn ra là sau này phát triển đường nét chi tiết là tương đối cơ bản rồi. Đây là vế đối diện của cây,
Đấy, đường lên cây tử này. Đấy, đường lên cây tử các bạn này. Ấy, nhìn thấy không? Lấy tay đi dựng. Đấy, từ trước đây nó là cây trực đấy. Nó cắt đi, nuôi lấy một cái tay một này bay ra này. Cây này mới ở cái vị trí gọi là cây đang tạo tác các bạn. Còn cắt giật còn được nuôi. Chứ để thành phẩm cây này thì cũng phải còn lâu lâu. Giới thiệu thoáng qua các bạn thì cái tử đấy coi như là xong rồi, tử xong rồi. Vâng, một vài đoạn hình quay cảnh một số tác phẩm ở sân vườn nhà chú Phạm Bá Bộ, thôn Nhất Thắng, xã Bạch Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn. Tôi cũng xin phép là dừng và kết thúc video này ở đây. Xin hẹn cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn vào các chương trình video lần sau. Xin mến chào và hẹn gặp lại.